Xin chào bà con, chào tất cả quý bà con cô bác đang coi kênh Mỹ Sức Vân Cỏ CVN của chúng tôi. Hôm nay ở trên màn hình chúng tôi đang có một em Sumitomo SH135, con này giấy tờ hải quan đầy đủ nhé, mới mua bãi được 9 tháng. Giá mình nói lên luôn là 440 triệu. Xe bên mình nhập về thì chỉ có làm bãi cát thôi. Quý anh chị mà có coi video thì anh chị đều biết là bên mình con này thì đang ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 thì đa số bên mình cho những dòng 03 trở lên làm bãi cát. Thì con này cũng vậy, nhập về chỉ có xúc cát thôi chứ không phải làm nặng cả mọi người nhé. Đấy là hải quan đầy đủ luôn. Giá ở đây chúng tôi đưa ra là 440 triệu. Máy móc đẹp, zin đùi đẹp luôn, xích xếp ok, giấy tờ thì đầy đủ. Con này ưu tiên cho quý anh chị và con cô bác khu vực miền Tây. Anh chị em miền Tây rất thích những dòng Sumitomo này. Bữa trước có rất là nhiều anh chị em đã comment qua Zalo hỏi Sumi, thì hôm nay bên mình đang bán em Sumi này để nhập những em khác về làm bãi cát tiếp. Bây giờ thì xin phép dừng video đây. Quý anh chị mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại góc trái màn hình video của chúng tôi, và có thể là kết bạn Zalo để chúng tôi gửi hình ảnh trực tiếp nhất từ em Sumi SH135 này. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và con cô bác trên kênh của chúng tôi vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.